Phẩm thứ 31, diệt tránh, diệt trừ cạnh tranh, kinh. Lúc bấy giờ Ngài Thích Đề Hoằng Vân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lạ lùng và hy hữu thay, Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật mà thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm, tu tập, nên ở hiện đời có được công đức thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ, đi từ quốc độ này đến quốc độ khác để cúng dường chư Phật. Mỗi khi muốn cúng dường thì liền được như nguyện, lại được theo Phật nghe pháp, mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề chẳng bao giờ quên sót. Bồ Tát này cũng thành tựu sanh thai, thành tựu gia đình, thành tựu chỗ sanh, thành tựu quyến thuộc, thành tựu xuất sanh, thành tựu xuất gia, thành tựu tướng trang nghiêm, thành tựu quang minh, thành tựu nhãn nhĩ thông, thành tựu các tam muội, thành tựu các đà la ni. Bồ Tát này dùng các lực phương tiện biến thân như thân Phật đi đến các quốc độ không có Phật, để tán dương sáu pháp ba la mật, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, dùng giáo pháp của cả ba thừa, hoặc Thanh Chân thừa, hoặc Bích Chi Phật thừa, hoặc Phật thừa, để tùy ghi độ chúng sanh. Bạch Thế Tôn, lạ lùng và hy hữu thay, thọ trì Bát Nhã Ba La Mật là tổng nhiếp cả năm ba la mật kia, tổng nhiếp bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp, tổng nhiếp bốn quả thanh văn, Bích Chi Phật đạo, Phật đạo và nhất thiết chủng trí. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, thọ trì Bát Nhã Ba La Mật là tổng nhiếp năm ba la mật kia, dẫn đến nhất thiết chủng trí vậy. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật, thì ở hiện đời được vô lượng công đức. Bởi vậy nên ông hãy lắng nghe kỹ. Ngài Thích Đề Hoằng Vân thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con xin được thọ giáo. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, nếu có ngoại đạo phạm chí, hoặc ma dương, ma dân, hoặc kẻ tăng thượng mạng, móng tâm muốn phá hoại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, thì ác tâm ấy liền bị triệt tiêu, khiến kẻ móng tâm chẳng sao hành động được như ý muốn. Vì sao? Vì chúng sanh mãi chìm đắm trong đêm dài vô minh, u tối, nên Bồ Tát nguyện hành sáu pháp ba la mật để độ thoát họ. Vì chúng sanh mãi tham lam, tranh cạnh, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại vật sở hữu, nhằm an lập họ trong đàn ba la mật. Vì chúng sanh mãi phá giới, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong thi la ba la mật. Vì chúng sanh mãi đấu tranh, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong sẵn đề ba la mật. Vì chúng sanh mãi giải đãi, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong tỳ lê gia ba la mật. Vì chúng sanh mãi giải đãi, nên Bồ Tát xả nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong tỳ lê gia ba la mật. Vì chúng sanh mãi loạn tâm, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong thiền ba la mật. Vì chúng sanh mãi ngu si, nên Bồ Tát nguyện xả nội ngoại pháp, nhằm an lập họ trong Bát Nhã Ba La Mật. Vì chúng sanh mãi bị ái kiết trói buộc mà cứ phải luân chuyển trong sanh tử, nên Bồ Tát nguyện dùng các lực phương tiện để đoạn trừ ái kiết của chúng sanh, nhằm an lập họ trong bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn niệm xứ, tám thánh đạo, an lập họ nơi không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội, an lập họ nơi quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, an lập họ nơi Bích Chi Phật đạo và Phật đạo. Này Kiều Thi Ca, như vậy là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật được công đức ở đời này và cả ở đời sau, sẽ được vô thượng Bồ Đề, sẽ chuyển pháp luân, sẽ chuyển pháp luân đầy đủ các hạnh nguyện, nhập vào vô dư niết bàn. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào
nghe Bát Nhã Ba La Mật mà thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì chỗ ở của người này, các hàng ngoại đạo, các ma vương, ma dân, các kẻ tăng thượng mạng muốn khinh khi, quỷ bán, vấn nạn, phá hoại Bát Nhã Ba La Mật, đều chẳng thế nào thành tựu được. Ác tâm của chúng đều bị chuyển hóa hay bị tiêu diệt, khiến chúng được nghe Bát Nhã Ba La Mật, dần dần vào được ba thừa đạo, đoạn hết các khổ. Này Kiều Thi Ca, ví như thuốc ma kỳ có lực đẩy lui được các rắn độc, dù các rắn đó đói lả muốn đến ăn các côn trùng ở trong vùng có thuốc này thì cũng chẳng sao đến gần được, vì thuốc ma kỳ có lực chế ngự được các loài rắn độc. Cũng như vậy, các thiện nam thiện nữ nào nghe được Bát Nhã Ba La Mật rồi thọ trì, thân cận, đọc tụng, thuyết giảng, chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, có oai lực ngăn chặn và tiêu diệt mọi ác tâm ngay khi vừa móng khởi của những kẻ bị tà kiến che tâm muốn phá hoại Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng những thế, lại còn chuyển hóa được họ, khiến họ từ bỏ ác tâm, chịu nghe Bát Nhã Ba La Mật. Do được nghe Bát Nhã Ba La Mật nên họ liền sanh thiện tâm, tăng ít công đức. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật có oai lực tiêu trừ hết các bất thiện pháp, các phiền não, các kiết sử, làm duyên khởi cho sự đấu tranh. Các tà kiến chấp điên đảo như ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, đoạn kiến, thường kiến, cấu kiến, tịnh kiến, hữu kiến, vô kiến đều được diệt trừ tận gốc. Sang tham, phạm giới, sân nhuế, giải đãi, loạn ý, vô trí, thường tưởng, lạc tưởng, tịnh tưởng, dẫn đến các chấp về năm ấm, chấp sáu pháp ba la mật, chấp nhất thiết chủng trí, chấp niết bàn vân vân, cũng đều bị tiêu trừ. Tất cả các pháp làm duyên khởi cho sự đấu tranh này đều bị Bát Nhã Ba La Mật tiêu trừ, chẳng thể nào tăng trưởng được. Luận: Bồ Tát nào nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi liền tín thọ, thân cận, đọc tụng, chánh ức niệm, tu tập và vì người khác thuyết giảng, được nhiều công đức ở đời này và cả ở đời sau. Vì sao? Vì Bồ Tát này nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi liền dùng tín lực để lãnh thọ, dùng niệm lực để gìn giữ, nên có được Bát Nhã Ba La Mật lực vậy. Bồ Tát này cũng thường thân cận, thường thưa hỏi chư Phật và chư Đại Bồ Tát ở khắp mười phương, nên hiểu rõ được thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát này lại thường thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe, vì biết rằng Bát Nhã Ba La Mật quá thầm thâm, di diệu, cần phải giải nghĩa rõ ràng thì chúng sanh mới được lợi lạc. Bồ Tát này biết rõ Phật Pháp là chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị, nên để dùng đại bi tâm vì chúng sanh mà thuyết pháp, nhằm phá các hí luận, các tà kiến và đưa chúng sanh vào Phật Pháp. Bồ Tát nương theo Phật lực mà thuyết pháp, nhưng chẳng chấp pháp, như vậy mới trừ được các điên đảo tà niệm. Bồ Tát thường trú nơi bốn niệm xứ, ức niệm rằng muốn được đạo thì phải xa lìa các lạc thú ở thế gian, như vậy gọi là chánh ức niệm. Chánh ức niệm là nguồn gốc của hết thảy các thiện pháp. Người sơ cơ vào đạo trước hết phải có chánh ức niệm, thường ở trong chánh ức niệm như vậy mới gọi là tu tập. Tu tập trong chánh ức niệm như vậy thì mới có được nhiều công đức ở đời này và cả ở đời sau. Theo Ngài Thích Đề Hoằng Nhơn thì công đức ở đời này là công đức được tu tập giáo pháp của cả ba thừa giáo, và công đức ở đời sau là nhờ nghe Bát Nhã Ba La Mật mà có được Bát Nhã Ba La Mật lực, thâu nhiếp được cả năm ba la mật kia, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Phật ứng chứng lời nói của vị Đế Thích và dạy rằng muốn khiến người khác tín thọ Bát Nhã Ba La Mật
thì trước hết phải tự mình nhất tâm, tín thọ và tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Thích Đề Hoàng Nhơn đã tín thọ Bát Nhã Ba La Mật, nhưng phàm phu chưa biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là thậm thâm di diệu, nên Phật vì thương xót chúng sanh đã phải dùng ngôn ngữ danh tự của thế gian để khai thị, khiến chúng sanh phát khởi được Bồ Đề Tâm mà tín thọ Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì nếu tín tâm chưa được bền vững thì có thể bị các ngoại đạo phạm chí, các ma vương, ma dân, các kẻ tăng thượng mạng phá hoại, làm lung lạc tín tâm vậy. Nên biết phạm chí là người xuất gia theo ngoại đạo, thường ái pháp và mang nặng tà kiến chấp, bởi vậy chẳng thể nào tín thọ được Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thể nào vào được nơi thật tướng pháp. Hàng phạm chí thường muốn phá hoại tín tâm của người tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Người tăng thượng mạng là người đã tu tập thiền định mà chưa vào được Phật đạo, nhưng tự hào cho mình đã đắc đạo. Khi nghe nói quả thanh văn mới chỉ là quả vị thấp, chưa phải là quả vị vô thượng, chưa dẫn vào vô dư niết bàn, thì sanh tâm buồn tủi, giận dữ, dẫn đến trở thành tăng thượng mạng. Những người này muốn phá hoại Bát Nhã Ba La Mật vì họ tự xét chẳng thể nào thực hành được Bồ Tát hạnh, chẳng thể nào chịu cần khổ để giáo hóa chúng sanh, đưa chúng sanh vào Phật đạo như chư vị Bồ Tát được. Do vậy mà họ thường khởi lòng đấu tranh. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật, xả nội ngoại pháp khiến chẳng còn khởi đấu tranh. Trái lại, chúng sanh do thủ chấp nội ngoại pháp mà thường khởi đấu tranh. Bởi vậy nên Bồ Tát xả nội ngoại pháp, tự an lập trong sáu ba la mật, và cũng dạy cho chúng sanh xả nội ngoại pháp, dẫn đến an lập chúng sanh trong sáu ba la mật. Vậy họ tu tập các thiện pháp, gieo trồng phước đức ở đời này và mãi trong vô lượng kiếp về sau, khiến các chủng tử đấu tranh đều bị tiêu diệt. Bồ Tát tu tập như vậy nên dù có gặp các việc đấu tranh cũng vẫn giữ được tâm an nhiên tự tại, chẳng hề bị ràng buộc. Trái lại, Bồ Tát còn có oai lực nhiếp phục được những kẻ đấu tranh quay về với thiện tâm, khiến họ tăng ít công đức. Ví như thuốc ma kỳ có oai lực đẩy lui các loài rắn độc, khiến chúng khiếp sợ phải lánh xa. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật có oai lực đẩy lui và hàng phục tất cả những kẻ nào muốn phá hoại người hành Bồ Tát đạo. Bát Nhã Ba La Mật cũng có thế lực tiêu trừ vô minh, tận diệt các kiết sử phiền não, các tà kiến tà chấp, lại cũng tiêu diệt hết thảy các ái hành ái chấp, như ái chấp năm ấm, ái chấp nội không, dẫn đến ái chấp vô pháp hữu pháp không, ái chấp bốn niệm xứ, dẫn đến ái chấp 18 bất cộng pháp, ái chấp đàn ba la mật, dẫn đến ái chấp Bát Nhã Ba La Mật, ái chấp nhất thiết chủng trí, dẫn đến ái chấp niết bàn. Kinh. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, trong 3000 đại thiên thế giới, hết thảy chư thiên thường thủ hộ các thiện nam thiện nữ nào hay thọ trì đọc tụng, cúng dường, thuyết giảng, chánh ức niệm và tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Hiện trong khắp 10 phương chư Phật cũng thường hộ niệm cho các thiện nam thiện nữ này.